chào quý khách nhá. Sau đây là review cho quý khách xem là chi tiết sản phẩm thật của bộ vẹt che mưa, đó là vẹt che mưa xe Hyundai i10 bản hatchback các bác nhá. Các bác nhớ phân biệt giúp em là bản xe các bác xe sedan hay hatchback cho các báo bên em để em lấy hàng cho chuẩn các bác nhá. Đó, sản phẩm là gồm 4 chi tiết cho 4 cánh cửa, chất liệu thì là bằng nhựa ABS. Đó, đằng sau thì có băng dính 3M hai mặt, các bác mua về chỉ việc lột ra và dán thôi, rất là dễ dàng các bác. Sản phẩm này là sản xuất từ Hàn Quốc, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc rồi các bác nhé. Cho nên giá nó đắt hơn các loại sản phẩm vẻ mưa khác, nhưng mà chất lượng thì các bác yên tâm, cực kỳ tuyệt vời luôn. Đó, các bác yên tâm. Đấy, các bác mua hàng cứ liên hệ bên em nhé. Địa chỉ bên em 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đó, các bác nhìn chi tiết chưa? Bốn cái vè là nhìn sáng bóng, lắp lên xe nhìn như nó không chỉ là cái vè che mưa mà nó còn một bộ phận trang trí cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Rồi, em xin cảm ơn các bác nha. Các bác mua hàng cứ ủng hộ bên em nhé. Em cảm ơn.